năm 1979. Lúc đó đó, dấu Thiên Tâm ra đời từ thời đó. Cũng là Trung Cộng bắt đầu khai quả. Thời đó là Đặng Tiểu Bình ha. Rồi tới thời nay 2022 bắt đầu vào mùa thu. Bắt đầu vào mùa thu, cũng mùa thu có nghe mùa thu. Mùa thu gây chiến. Thì cũng là Trung Cộng nhưng mà lại là Tập Chấn Bình. Cũng đang khai chiến. Thì hôm nay cái clip này chỉ tổng kết lại những năm điều mà ở bờ trên đưa xuống của thời kỳ Hạ Hạ Quân tận diệt này, để mà đưa tất cả những cái ác vào quá khứ, để mà cái thiện và cái thật sẽ nổi lên, Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện. Thì cũng là cái dấu này, quý vị ở Bắc, ở Trung, ở Nam đừng có nghe clip nào của Kiệt, chỉ cần kiếm cái dấu này mà đeo đây sẽ thoát nạn á, nghe lời vậy đi, sẽ thoát được nhiều nhiều cái khổ đau, nhiều cái mà gọi là bất như ý á. Bển đang xảy ra như vậy mà còn dưỡng dưng nữa thì Kiệt không biết là quý vị thuộc về thuộc dạng nào. Chỉ có năm dạng, mà dầu cho năm dạng đó cũng phải có chí khôn. Năm dạng mà kỵ với Kiệt á là dạng thứ nhất là cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường, không có hiểu mấy cái này. Dạng thứ hai là những con chiên thuần tí. Và dạng thứ ba là những Phật tử mà bị mấy ông thầy quốc danh nhồi sọ đó, nổi mà tu cà gù cà gật chỉ có bi không mà chí dũng không có, ghế ba chân ngồi cứ té lịch bịch. Dạng đó khó độ lắm. Dạng thứ tư là những anh mắt kiến cận dày, nhất là vùng này là trời mắt kiến cận dày quá trời, bằng tiến sĩ, bằng kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ rồi đó, nghĩa là đám sĩ đó, hết sĩ này tới sĩ nọ, mình không phải nói hết nha quý vị. Thì những người học giỏi á, họ có tiền á, họ không bao giờ tin tâm linh. Mã tấu kiến cận chuyện Phật tử. Còn dạng cuối cùng là cái dạng gọi là chức quyền và giàu có, là mấy đảng, là năm đó là mấy người bển đang nắm chức quyền và nay đang nắm vận mệnh sanh sát của nước Việt. Thì năm dạng này xin lỗi Kiệt độn có được, nhưng mà sở thú á, kỳ này cha làm rất là lớn, tại vì địa ngục đóng cửa, vô địa ngục cũng như là vô tù thả ra không được, kỳ này cho vô sở thú ở trong đó đó, ngược nhau chạy cho đã đi, rồi bao nhiêu tỷ năm á, đợi cho cái thời Chúa mà tái lâm lại rồi đó, trở lại cái thời mà gọi là cái tập khí của họ mà hạp với cái thời hung dữ và ngoan cố kiên cường đó, họ chở ra. Thì sở thú cũng đang làm xong rồi, còn mấy thầy với mấy Phật tử kỳ này đi với cầu cũng nhiều, tại vì thầy đi mình thầy cũng hơi buồn, cho nên rủ Phật tử đi kỳ này cũng đông lắm. Những người làm ăn bên nước Việt, cả nước Mỹ, trên thế giới luôn, mà thế giới thì không có hiểu tiếng Việt, Kiệt nói nha. Thì những người Việt ở Mỹ làm ăn, hay là những người Việt ở bên nước Việt mà làm gì mà có liên hệ với Đài Loan, với Trung Quốc á, những cái món hàng mà gửi qua gửi về á, thì nên coi lại á, cẩn thận. Tự vì hai nước mà chiến tranh rồi á, họ chỉ lo chăm chú chiến tranh thôi, làm gì có chuyện mà lo gửi hàng cho quý vị. Nó sẽ ảnh hưởng kinh tế dây chuyền trên thế giới. Bữa giờ chỉ là có khơi mào thôi, nghe thôi, vụ xăng nhớt với cái ống ga qua châu thôi mà thấy gọi là khủng hoảng rồi đó. Giá xăng bữa nay lên 7 đồng, lên gấp 3 lần thời xưa, 3 lần. Đồ ăn giờ cũng lên quá trời luôn, cái gì ra chợ cũng lên hết. Rồi mà thêm Biển Đông dậy sóng, Trung Cộng với Đài Loan nữa, thì coi như là toàn cầu luôn. Nhà ai nấy ở, hồn ai nấy giữ.
giờ ở Cali này cũng đang nóng gần chín mấy độ. Chín mấy độ thì tính ra Việt Nam cũng ở 30 độ C không ta. Nhưng mà ngay cái nhà trọ của Kiệt nè, Kiệt có nhiều tiền, nhiều nhà, nhưng mà Kiệt thích ở nhà này. Nhà này nó có 5.000 đô à. À, trong này có cái giường của Kiệt, thì toán ngày Kiệt ở đây nhiều hơn. Làm việc nhiều lúc điện thoại cũng gọi từ đây. Chứ còn cái văn phòng với về ngủ thì tối về ngủ mà thôi, mấy tiếng thôi. Tối ngày sinh hoạt vậy đó, rất là đơn giản. Ở chỗ này cái hệ thống wifi mạng nó yếu, cho nên chị không có bỏ lên mạng, chị chỉ thầu một chút cái việc upload lên. Ở Cali cũng như ở Houston, bây giờ Kiệt thấy giá nhà đứng lại. Tại vì bữa giờ bắt đầu hơi hơi khủng hoảng kinh tế nha. Là giá xăng, tiền lời của nhà băng nó cũng lên. Cho nên giá nhà, tiền lời lên thì giá nhà, nhà cửa bán không có được. Tại vì người ta không có qualify, tức là không có đủ để cho nhà băng nó approve á, nó cho mượn tiền á. Cho nên trong những tháng kế tiếp nó sẽ có những cái màn gọi là nhiều người sẽ không có tiền trả tiền nhà đó. Nó sẽ trở lại thời khoảng năm nào ta, 2005, là có nhiều nhà bị nhà băng kéo á. Tức là vạn Phật Khánh Thành á, ở cách chỗ Kiệt ở khoảng 2 tiếng rưỡi, ở trên đường San Francisco đi lên á, chùa lớn lắm. Thì nhưng mà tịch rồi, Kiệt có cái pháp danh là Trung Di, đó là sư phụ Kiệt. Còn ngoài ra Kiệt không có sư phụ người Việt Nam nha, y chỉ sư nhiều lắm. Còn học á, là Kiệt học kinh điển với pháp đồ từ Hòa Thượng Tuyên Hóa không. Còn ở bộ Vô Vi á, thì có 6 sư phụ: Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Hòa Thượng Tế Công, Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Phật Thầy. Thì kỳ có 6 sư phụ đó. Thì mỗi sư phụ dạy Kiệt một thứ, ai cũng là sư phụ. Thì gần đây Kiệt nói chuyện với Đức Phật Hoàng, là ngài cũng đang lo cho nước Việt á, cách đây 2 tuần. Thì sư phụ về dạy. Ngày xưa á, sư phụ là vua, nhưng mà bỏ ngay vua á, bỏ hết lậu hoặc để lên núi Yên Tử mà tu á, nhường ngôi lại cho con. Ý là sư phụ chỉ nhắn nhủ mấy câu, là nói là tất cả những người lãnh đạo nước Việt hôm nay mà học theo của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, thì nước Việt sẽ được cứu. Nhường lại người có tài á, ý là Phật Hoàng vậy đó. Là cái thế gian này mình xuống đây mình học để nó gom nhặt lợi cho cái thần hồn được thăng tiến, chứ không phải mình xuống đây mình ôm đóng tiền rồi á mình chết bề ngang có 1 thước, bề dài 3 thước, có mảnh đất chút xíu mà mình lấy làm chi nhiều. Đất Thủ Thiêm rộng bao la đó, trả lại cho ta đại khái. Đó là Phật Hoàng dạy. Còn sư phụ Đức Thầy cũng có dạy,
Nếu mà tất cả các lãnh đạo, cũng vài tuần trước, tất cả các lãnh đạo mà họ hiểu giữ ngũ giới của Phật thì hơi khó. Tứ ân tức là giữ đừng có tham, đừng có lừa dối, lừa gạt, tức là những cái căn bản thôi. Thì các ngài trách là gì tất cả các lãnh đạo không có chịu giữ ngũ giới. Rồi nãy giờ nói chuyện quên, xỏ dư.